Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh của Khánh An TV. Và hôm nay thì Khánh An TV lại chia sẻ đến anh chị và các bạn về những chậu dâu tây vườn nhà trồng chậu. Hôm nay thì Khánh An TV sẽ nói với anh chị và các bạn vì sao chúng ta nên trồng dâu tây vào chậu. Với cái diện tích rất là nhỏ chị nhá. Vẫn là rất là nhỏ và rất là hẹp thì dâu tây thì nó cũng rất là hợp trồng chậu anh chị. Đấy. Và trồng chậu thì nó có cái lợi như thế nào thì anh chị và các bạn sẽ thấy là khi mà dâu nó ra trái đúng không, đây nó xõa xuống, nó hướng về những cái nơi có nắng và nó xõa xuống rất là đẹp. Anh chị thấy chưa, rất là đẹp và dâu nó rất là sạch và nó cứ hướng về cái phía nào có nhiều ánh sáng rồi nó ra hoa và là trái nó hướng về phía đấy. Đấy, một cái mà rất đặc biệt đó là nó sẽ xóa xuống rất là đẹp. Đó là một trong những cái mà Khánh An TV rất là thích trồng bầu chậu gì nhá. Tất nhiên còn một chút diện tích đất ở dưới vườn thì cũng được. Nhưng mà thật ra thì trồng chậu Khánh An TV vẫn thích hơn. Mặc dù nó không năng suất bởi vì nó đẹp, đơn giản là vậy thôi anh chị ạ. Tất nhiên thì cái việc mà trồng vũ chậu thì nó không thể năng suất anh nhỉ nhá. Không thể năng suất. Nhưng nếu phải chơi mà để đẹp thì trồng chậu vẫn ok. Đây. Anh chị có thể thấy được là đây dâu này. Và xóa xóa rất là đẹp. Và đặc biệt trồng chậu rồi nhưng anh chị và các bạn nên để trên cái kệ thì nhìn cái độ phê rất là ok. Đấy, nhìn rất đẹp nhá. Đấy. Cái này thì bây giờ là hơi chiều muộn, nó hơi tối chị nhá. Nên là nhìn nó cũng không được sáng lắm. Đấy. Đây anh chị. Thì sẽ quay cho anh chị thấy. Nếu như mà một cái chậu dâu như thế này. Bởi vì cái chỗ một cái chậu dâu nó rất là tốt thì những cái quay cho anh chị thấy đây. Thì cái dâu mà nó nằm rạp trong đất anh chị nhá. Nó nằm rạp trong đất thì nói chung ở trong đất thì nó có kiến. Thì đa số là cái dâu mà nằm ở dưới đất thì nó bị kiến nó ăn. Mặc dù là cái chậu dâu rất là tốt, anh chị thấy chưa? Nhưng mà chỉ có những cái quả dâu mà nó ra ngoài á, nó nằm hết ra ngoài, nó xóa xuống á, thì mới không bị kiến nó ăn anh chị nhá. Kể cả là rất là chín. Đấy, kể cả là rất là chín. Nhưng mà nó cứ nằm sát trên đất thì là kiến nó ăn rất là nó ăn ngay. Đấy, anh chị thấy chưa? Đấy. Nói chung là cái một cái lượng dinh dưỡng ok thì dâu nó vẫn phát triển tốt và đặc biệt là nó trái nó xóa xuống rất là đẹp ha. Đấy. Nhật lùn đấy chị. Cảm giác hái một trái dâu ngay tại vườn ăn rất là sướng. Thế là ok. Cảm giác mà hái cái quả dâu mà ăn tại ngay tại vườn cực kỳ là phê, rất là sướng ấy. Dù nó không to lắm thì rất là sướng. Xả cái hạt xuống đây xem nó có, ngày mai nó có lên được không. Vì cái hạt của dâu tây nó cái hạt dâu tây Nhật Hana nó thường lộ rất là ngoài. Cảm giác mà ăn dâu tây tại vườn cực kỳ sướng. Mặc dù là nó rất nhỏ thôi chị nhưng mà rất là sướng. Bây giờ thì hái, giờ thì đi hái. Ok. Nhỏ cũng hái, đợt này thì hái
thì cứ mấy ngày thì được hái một lần anh ạ. Dâu Nhật đây, dâu Nhật đây, dâu Nhật đây. Gì đấy chứ, nếu như mà chúng ta trồng mà trồng kiểu như là trồng nó nằm ở dưới đất thì cái khả năng quả nó hư là rất là cao. Nên là phải trồng vào chậu và để trên cao chị nhá. Cao. Dâu New Zealand. New Zealand. Nhật. Hana. Chín đỏ. Ochinoka Kemo. Ochinoka. Ochinoka. Ăn nhỏ đây chị nhưng mà chất lượng ha. Ồ đây, nó chỉ cần nằm sát đất anh chị thấy chưa? Một cây quả dâu New Zealand đã bị kiến nó đớp. Nhật Hana. Yeah. Dâu bị đá. Dâu bị đá, một chỗ dâu bị đá sau mà những cái đợt quá nó sơ sát, nhưng mà khách nhân TV đã dọn cây. Dọn cây rồi lá tỉa lá già với cái cuống này cho nó lại tư tính lại và nó đang ra lứa khác. Đây anh chị thấy chưa? Đấy, tất cả những cái dâu trên kệ của nhà khách hàng TV thì nó phát triển rất là tốt. Không hiểu sao thì khách hàng TV có cảm giác những cái dâu trồng ở trên chậu mà để trên kệ nó rất là tươi, nhìn cái sức sống nó rất là ok. Đấy, đây là những cái dâu Hà Lan hoa đỏ. Quả có đỏ hơn những cái quả khác. Cái màu đỏ nó khác hẳn hơn anh chị thấy chưa? Rất là đẹp ha. Đấy. Okay. Đấy. Video của Khách Hàng TV thì xin kết thúc ở đây. Nếu chỉ các bạn có ý kiến thì cứ comment bên dưới nhé. Và đặc biệt thì đừng quên like cũng như đăng ký để tiếp tục ủng hộ Khách Hàng TV. Khách Hàng TV thường xuyên sẽ làm những video clip về dâu tây quay cho anh chị các bạn xem. Nếu có cái gì hay thì Khách Hàng TV sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn. Thay mà làm được thì sẽ chia sẻ với các bạn đây. Cái này có vẻ như hơi thiếu phân. Nhân TV thì chỉ có phân hữu cơ và phân hữu cơ trong giá thể, phân trùn quế cộng với lại phân tứ phân NPK chị nhá, chứ chưa có kiếm được, chưa có tìm được gọi là kiểu như là phân vi lượng, cái loại như yếu tố về bo lưu huỳnh canxi gì đâu. Nói chung là chỉ có NPK là chính anh chị. Cái này thì cái hoa của cái buồng hoa của nó chỉ có một quả thôi, và nói chung là nó các cái hoa nó xấu xấu thì mình ngắt luôn cả buồng luôn, không có để đây, ngắt cả buồng. Bye bye nhá, xin hẹn gặp lại anh chị nhá ở những video tiếp theo ha.